Em xin chào quý anh chị cô bác và các bạn nha. Em với nhỏ bạn em đi gần thấy cái trái từ mày mà đạp cái ngọn dưa gan tao mày đây nè. Mày dọn cái giọt nó đạp cái cây dưa gan của mình rồi giết vô. Mưa tới rồi. Ê, tao nghi con quỷ này nó khoái mít lắm bạn đó. Giờ đi lại đằng này, tại đây có trái dưa gan rồi nè bạn. Này là cây chỗ sàn nước nhà mình nha bạn, ngay cây đu đủ nè đó. Cây này cây giấm bụp bạn, tốt quá tốt. Để kêu bạn mình nó trẻ cái mặt coi thử coi nè. Bây giờ đâu mày giặt cái u này nè. Ừ, giặt xuống miếng coi thử nó có bị sơ đen sơ điếc hay ngon gì không, tại vì mùa mưa rồi bạn, sợ nó ngọt dữ. Muốn tao sắn từ cái này, tao sắn xuống. Trời ơi, nhức cái nách, nhức cái nách. Đâu đâu đây nhớ bạn mình nó mặc thở, nó mặc quần đùi áo ngủ các bạn, rồi nó ngại. Ngon không? Ngon không? Ngọt không? Ngon. Chứ không có sờ đen nè ha. Ừ, trời ơi đen. Không có sờ đen bơi ngon. Vậy giờ để nó ở không cái nó gọt nhiều ăn nhiều bằng. Mưa tới hôm mưa vô mưa đó, trẻ luôn đi, trẻ là xử nửa trái chứ nó thèm tới cục cứt nó rồi bạn ơi. Nó gình hổm gài người ta mua mà mình không bán các bạn. Ta lại ta nói mít này mấy cái này già nè, ba trái rồi, cái người ta kêu mình bán mà mình không bán bạn. Mình nói để cho chín đi, chín cây mình với bạn mình ăn. Trời ơi, phải nãy rửa cái đó đợt quá, rớt xuống nước bây giờ. Đúng là ngon mày, không có sữa đen bạn ơi. Ngon bạn ơi, chịu khó ở không một lát cái mày xẻ đi, chứ lát tao mẹ ở không tao lột mày, lột hết bỏ hộp ăn luôn ha, cuốc hết luôn. Trời ơi, hết trái được, tới luôn. Giờ ngồi lột hết trái này tới đâu nó ngon tới đó bạn ơi. Bạn thấy không, không có sơ đen sơ giết gì hết trơn bạn ơi. Cái muối dày cuối chẻ bạn ơi, chẻ không ngồi chẻ lột bạn ơi. Ê, chẻ miếng nữa đi. Ừ, rồi lấy cái dao nhỏ này chẻ cùi không, chứ cái dao nó bự quá mày cầm không nổi nữa. Sao một hồi hai đứa vừa lột vừa lẫm bạn đó, còn một thao bạn ơi. Bạn nhìn cái thịt mít này bạn, nó dày thấy ghê chưa bạn, cái cơm mít đó bạn ha, nó dày dễ sợ mà ha, ngon bạn. Nói chung ngọt ăn ok nha bạn, mà ngọt nó cũng không có ngọt dữ nha bạn, nó ngọt độ khoảng 90-95% vậy thôi bạn ơi. Tại vì mùa mưa nè bạn, đang mưa nữa nè bạn thấy không đó, ông trời cũng đang mưa kìa đó, trời mưa bong bóng bập bồng. Rồi mưa thì cái gì cũng vậy, cây trái nào nó cũng không được ngọt dữ bạn, tại nước nó nhiều quá bạn. Rồi mình thấy mít của mình đó bạn già rồi bạn ơi, giờ quyết định là đi cắt mấy trái mít này coi, để ba mình vô cắt coi đem ra lái bán bạn. Không ra lái là mua mình không có chịu bán bạn, ở đây nhiều quá rồi thôi đó. Trái nó bọc đó, hai trái bọc hết phải ba, ta nó cùng một cuốn mà khó bạn. Nói chung vô nó hơi khó, để ba mình cắt hơi khó. Ba làm gì nó gớt xuống sao ba? Cắt ra giữa bán cho hai cái lá. Cái nó vàng lên rồi. Cái gì ba? Để ra. Cái nó vàng luôn. Một trái. Rồi. Hai trái rồi, lấy cái dao ra làm sao gõ mấy trái kia nữa, còn 3-4 trái nữa. Xong rồi mình đã mình giặt mặt mình coi nó ngon không sao hết bạn. Cây táo các bạn, dạ có gõ mà nó bọp bọp giống như nãy nghe bạn. Trời ơi xuyên. Trái đó cũng chín đó, trái kia nữa, bỏ trái kia luôn ba, hai trái luôn. Trời ơi thôi trái đó chắc chưa rồi bay, trái đó được rồi cắt luôn. Ê, khoan mít ui nặng. Để xuống dơ ba giờ.
Rồi để đây đi, đi lại ra sao còn đây bạn. Mình thấy ở đây còn trái nữa bạn. Để kêu ba mình coi cái trái này sao. Con thấy nó cũng già chứ nghe không được các bạn. Được luôn rồi bài. Được rồi, con nghe cái tiếng được rồi. Không được thì mình ăn. Không được nữa thì ốc ăn. Cắt luôn đi, kệ. Vậy đó chứ trái đó có giá đó. Nhưng mà nó ngon. Rồi thôi bỏ đi vòng vòng đi vô trong. Đi ra trước nha. Mình coi có sơ đen hay không nha bạn. Tại hồi có sơ đen mình cũng không có bán được người ta nha bạn. Rồi ngon lành. Một trái. Cái này cái u bên đây nè bạn. Cái u này đang ngay cái muối nè. Ờ ngay cái đây nè. Ngay đây nó có cái muối. Chia cái này. Cái này cũng u. Ngon lành luôn bạn ơi, không có sơ đen, hết mùa sơ đen rồi, hai trái. Rồi, cái trái đó, cái u đó đó. Yếu à. Không có yếu bà, ngon bà, ba trái, ngon. Rồi. Đây, cái này đi, cái nhỏ này, cái u này nè. Đó, ngon luôn. Bốn trái. Rồi, trời ơi cơm vàng hực luôn bạn ơi, cái trái này nó ngon. Cái cây làm sao mà cầm những trái ngon bà ha. Rồi năm trái đều ngon hết bạn ơi. Rồi chắc chặt cuốn đi bà. Rồi, vậy giờ để mình để gáo mũ cái dắt xe ra chở đi bán bạn. Của ba mình đi lụm trứng vịt. Trời ơi ông đuổi nhỏ ra kìa. Nó nằm trên đổ, ông đuổi nó ra kìa. 15 trứng. Thôi nhưng mà hốt một cục trứng thì đủ bán. Hốt cục trứng bà. Ba mình nói chắc được 15 trứng. Trứng dưới. 7 rồi đó, 9 nè, 9 nè. Ủa sao 9 ta? Vậy là có 14 trứng. 5 14 trứng. Rồi, mấy chị gà thì thôi không có gớt, kệ mấy chị. Ôi cút chắc con nghĩ có mấy trứng rồi, qua dòm luôn rồi. Dọn chuồng nó hôm bữa đó bạn. Nè. Dọn sạch sẽ gom lại mấy con quỷ này nó ở dơ quá bạn ơi. Quăng ba cái gom cũ ra. Nè bạn mình gom lại cái chỗ nó bươi nữa bạn thấy không? Mình để gom có đống nè. Hôm bữa là nó một bó luôn bạn. Tự mấy gà nó bươi ra mới hôm qua em kia quét dọn sạch sẽ này nó ị nữa. Mới dọn. Rồi mấy con cút coi nó uống hết nước chưa, mới lấy cái bình nước khác cho nó. Bà bán cút này nó uống nước dữ lắm bơi. Mấy bà lấy cái hò cái nước rồi chứ còn có mấy trứng rồi bơi. Lụm đi chứ để nó đã cần cộng nước rồi thôi để đi làm nước khác cho nó. Đó, rồi mới có mấy trứng à, còn mấy con này nó chưa có đẻ. Cút này nó chưa ra gàng rồi chưa có ấy, nó chưa có đẻ được có hai trứng hả. Thôi rồi thôi đi. Thôi đem vô luôn đi, để nó đạp bể, ba bữa nó đạp bể. Rồi đây ra đi, rồi đi làm nước cho nó uống ra. Rồi được chục trứng. Bữa nay mình thấy chanh bự rồi bạn ơi. Còn đây được mấy trái, có mấy cây này nè bạn. Bây giờ mời mấy bạn đi hái chanh chung với mình nha. Bạn, rồi ôi. Hết sảy con bà bảy bạn ơi. Quá xá rồi, trái nào trái này. Bành khi nái luôn. Trái này trái bưởi nha bạn, không phải trái chanh nha bạn. Trái này trái bưởi. Bự bự không mọi người. Bữa này to nhiều lắm nè. Cái chùm này ôi quá xa ôi cái chùm này bốn trái
trái. Ôi, chanh gì mong một chỉ ngược lên không bạn. Này không biết chanh được nhiêu ký bạn ơi. Mà không hai thì để nó dạng rụng cũng uổng. Dạ, ngoài mía đìa sợ lọc đìa quá. Rồi chắc đi vòng qua bên kia. Chanh này trái to to không à ba? Chị bóng nhưng mà ba bóp miễn nó có nước là được. Ồ cái chùm này. Quá xa. Ồ. Trên có khu hoa đeo nữa. Thầm thầm cái trái này còn nhỏ lắm. Bạn ơi, đây là cái số chanh mà tía con mình mới thu hoạch được nha bạn. Đây. Đây là 6 ký 7 bạn. Trừ này 400 g. Thôi mình trừ hết luôn đi, coi coi như là còn 6 ký nè bạn ha. Mấy trái xấu này hồi mình lựa bỏ ra vậy. Xấu không bác? Đó. Rồi không biết cái này cũng 6 kg, bữa cũng 6 kg mà không biết nay 6 kg đi ra nó thu nhiều bạn ơi, gầu quá. Trời ơi, nó mà thu 6.000, 5.000 kg rồi ba, rồi nó thu lỡ 5.000, 4.000 có bán không ba? Ba mình nó để mày ăn cũng có hết đâu. Vậy là nếu mà giờ thu nhiều cũng bán hết, kệ bạn ơi. Mấy trái này bỏ lại ở nhà, ba lựa lại đi ba. Lựa trái nào đẹp bán cho người ta. Thôi con đi vô con nấu đồ ăn. Rồi mình cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha. Nếu mấy bạn thấy thích tặng cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha bạn. Chào tạm biệt mấy bạn.